Mến chào các đồng chí và các bạn đang đến với chương trình An ninh Hậu Giang. Thưa các đồng chí và các bạn, là đơn vị vừa mới chia tách, mọi sinh hoạt còn bề bộn, nhưng các cán bộ chiến sĩ công an huyện Long Mỹ dần khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Đây sẽ là chủ đề chính của chương trình ngày hôm nay. Trước hết là ghi nhận của phóng viên chương trình về tình hình an ninh trật tự của tỉnh trong tuần qua. Mời các đồng chí và các bạn theo dõi. Tuần qua, Công an tỉnh Hậu Giang tổ chức hội nghị ban chấp hành đảng bộ Công an tỉnh lần thứ 2 và sơ kết công tác quý 3 năm 2015. Ông Trần Công Chánh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang đến dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Trong quý 3 năm 2015, Công an tỉnh đã tham mưu cho tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự, đặc biệt là tổ chức thành công lễ lớn trong quý. Từ đó, kết quả tội phạm về trật tự xã hội giảm 8,5% so với cùng kỳ năm 2014. Tỷ lệ khám phá án đạt 93%, vượt 13% chỉ tiêu và mở cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông, triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường, quản lý chặt ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự. Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Công Chánh đánh giá cao những kết quả mà Công an tỉnh đã đạt được trong quý 3, đồng thời yêu cầu lực lượng công an toàn tỉnh dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, khó khăn đến mấy cũng phải đảm bảo tốt an ninh trật tự trên địa bàn. Cần bố trí sắp xếp cán bộ và đầu tư trang thiết bị cho Công an huyện Long Mỹ để sớm ổn định đi vào hoạt động, nhằm tạo điều kiện tốt nhất để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tiếp tục đẩy mạnh chỉ đạo nâng cao chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, hiệu quả công tác và góp phần xây dựng lực lượng ngày càng trong sạch vững mạnh. Cũng trong tuần qua, Công an huyện Phụng Hiệp tổ chức diễn đàn công an lắng nghe ý kiến các ban ngành, đoàn thể và nhân dân năm 2015. 9 tháng đầu năm 2015, Công an huyện Phụng Hiệp đã làm tốt công tác phòng ngừa, tấn công, trấn áp tội phạm. Từ đó, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn được giữ vững ổn định, không xảy ra đột xuất bất ngờ, đã triệt xóa 56 điểm tệ nạn xã hội, bắt xử lý trên 300 đối tượng, điều tra làm rõ 23 trên 27 vụ tội phạm về trật tự xã hội, tỷ lệ phá án đạt trên 85%. Tuy nhiên, tình hình tai nạn giao thông chưa được kiềm chế, kéo giảm, xảy ra 20 vụ, làm chết 6 người, bị thương 13 người, tăng hơn so với cùng kỳ năm 2014. Tại hội nghị, đại diện các ban ngành, đoàn thể và bà con nhân dân đánh giá cao những nỗ lực của Công an huyện trong công tác giữ gìn an ninh trật tự và đóng góp nhiều ý kiến xoay quanh các vấn đề như việc phối hợp trong công tác phòng chống ma túy, tình hình mất trật tự an toàn giao thông tại một số chợ tự phát, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của một số cán bộ chiến sĩ. Trên cơ sở những ý kiến đóng góp của người dân, lãnh đạo Công an huyện Phụng Hiệp đã nghiêm túc tiếp thu và trả lời một cách thỏa đáng, đồng thời mong muốn các ban ngành, đoàn thể và nhân dân tiếp tục có nhiều ý kiến đóng góp nhằm góp phần xây dựng lực lượng công an huyện ngày càng trong sạch vững mạnh. Sau đây là một số tin tức liên quan đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn trong tuần qua. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Châu Thành A, Nguyễn Quốc Anh và Trung Hoàng Hiệp đã 5 lần mua heroin về phân lẻ ra và bán lại cho các con nghiện. Quá trình mua bán của các đối tượng được thực hiện từ giữa tháng 10 năm 2014 và đến tháng 2 năm 2015, thì Nguyễn Quốc Anh bị bắt khi đang bán một tép heroin cho một con nghiện khác. Tang vật được thu giữ gồm 6 đoạn ống nhựa màu trắng được hàn kín hai đầu, bên trong có chứa chất trắng màu trắng. Hai cục chất trắng màu trắng được quấn trong tờ giấy bạc. Xét thấy hành vi của các bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến chế độ quản lý các chất ma túy của nhà nước, tòa tuyên án đối với Nguyễn Quốc Anh 7 năm 6 tháng tù giam, Trung Hoàng Hiệp 9 năm tù, Trần Tấn Đạt 7 năm tù. Còn tại thành phố Vị Thanh, Tòa án Nhân dân thành phố vừa mở phiên tòa xét xử lưu động tại xã Quá Lụ đối với Nguyễn Phước Tạo, còn gọi là Thổ, sinh năm 1998, thường trú ở xã Quá Lụ, về tội trộm cắp tài sản. Nguyễn Phước Tạo từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản. Vào ngày 14 tháng 5 năm 2015, Tạo tiếp tục tái phạm với hành vi trộm cắp chiếc xe đạp ở khu vực 1, phường 7, rồi đem lên phường 1 bán với giá 350.000 đồng. Nhưng do tái phạm trong thời gian chưa được xóa án tích, Tòa án Nhân dân thành phố Vị Thanh tuyên phạt Nguyễn Phước Tạo mức án 12 tháng tù giam, theo khoản 1, điều 138 của Bộ Luật Hình sự.
Khoảng 11 giờ 30 phút ngày 8 tháng 9, Công an huyện Vị Thủy bất ngờ kiểm tra bắt quả tang 19 đối tượng đang đá cá lia thia ăn thua bằng tiền tại ấp 3 thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy. Khám xét hiện trường và trên người các đối tượng, cơ quan công an thu giữ 36 con cá lia thia, trong đó có 2 con đang đá, gần 10 triệu đồng tiền mặt, 14 điện thoại di động, 11 xe mô tô. Qua làm việc, ông Lê Văn Hoàng khai nhận bắt đầu tổ chức cho các con bạc đá cá lia thia ăn tiền tại nhà khoảng 1 tháng nay, vào các ngày thứ 3, 5, 7 hàng tuần, mỗi ngày từ 7 đến 15 độ, mỗi độ 60.000 đồng. Và ông Hoàng được hưởng tiền sâu 10.000 đồng trên độ. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Ngày 9 tháng 9, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Hậu Giang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân ông Đoàn Văn Hoàng, trú ấp Bình Hòa, xã Phương Phú, huyện Phụng Hiệp, tử vong sau khi dùng thuốc trị bệnh của thầy Lan. Vào ngày 18 tháng 8, ông Hoàng bị chảy máu mũi nên được gia đình đưa đến bệnh viện huyện Phụng Hiệp. Rồi bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ khám với kết quả chẩn đoán là u ác tính rách trên hậu mũi và viêm dạ dày. Đến ngày 1 tháng 9, ông Hoàng được bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ cho xuất viện và yêu cầu tiếp tục lên bệnh viện Chợ Rẫy tại thành phố Hồ Chí Minh điều trị. Nhưng ông Hoàng và gia đình không làm theo yêu cầu của bệnh viện mà về nhà, rồi đến một thầy lang tại tỉnh Bạc Liêu hút 7 thang thuốc về uống. Sau đó, ông lại đến nhà một thầy lang khác tên Nguyễn Văn Đình, ngụ tỉnh Sóc Trăng mua thêm 9 chai thuốc, một chai mật ong, tất cả đều không nhãn mác và một hộp dầu cù là với giá tổng cộng 2 triệu đồng. Đồng thời hướng dẫn trộn lẫn mật ong và thuốc cách 2 giờ uống một lần, còn dầu dùng để xoa. Đúng theo lời dặn của thầy Lan, gia đình pha thuốc cho ông Hoàng uống và sức dầu. Đến khoảng 22 giờ 30 phút cùng ngày thì ông Hoàng tử vong. Hiện cơ quan điều tra đã tiến hành khám nghiệm tử thi và lấy các loại mẫu thuốc mà ông Hoàng được các thầy Lan đưa sử dụng để giám định làm rõ nguyên nhân vụ việc. Rạng sáng ngày 7 tháng 9 trên kênh sáng Sà No, đoạn thuộc ấp 1 xã Dị Thanh, huyện Dị Thủy, xảy ra vụ tai nạn giao thông đường thủy làm chìm một ghe tải chở 200 tấn phân bón. Theo kết quả điều tra ban đầu, ghe tải số hiệu AG09046 do Cao Giang Chiến, trú tỉnh Đồng Tháp điều khiển, chở theo 4.000 bao phân bón đang đi hướng thành phố Dị Thanh về Cần Thơ, xảy ra va chạm với xà lan chở cát CM19333. Do Lý Trung Hiếu, ngụ tỉnh Vĩnh Long điều khiển đi chiều ngược lại, làm ghe tải bị dở phần mũi và chìm. Trước may 4 người trên ghe đã kịp thoát nạn. Tuy nhiên, số phân bón chở theo bị hư hại gần hết. Ước tính thiệt hại ban đầu hơn 1 tỷ 300 triệu đồng. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ. Sáng mình kêu cái bỏ đi luôn. Tôi có nghe thôi. Thưa các đồng chí và các bạn, 9 tháng đầu năm nay, địa bàn huyện Phụng Hiệp đã xảy ra 18 vụ tai nạn giao thông, làm chết 14 người. So với cùng kỳ, tăng cả hai mặt số vụ, số người chết. Điều đáng nói là trong 18 vụ tai nạn giao thông đã có hơn phân nửa số vụ tai nạn liên quan đến nồng độ cồn. Trước tình hình này, huyện Phụng Hiệp đang thực hiện nhiều giải pháp nhằm kiềm chế tai nạn giao thông trong thời gian tới. Mời các đồng chí và các bạn theo dõi phóng sự sau. Khi có hơi men, người điều khiển phương tiện thường phóng nhanh vượt ẩu, nhưng đa số đều không bao giờ tự nhận mình sai. Trường hợp của ông Phan Úc Bình ở khu vực 2 phường Lái Hiếu, thị xã Ngã Bảy vừa bị lực lượng cảnh sát giao thông xử lý vi phạm an toàn giao thông có liên quan đến nồng độ cồn là một điển hình. Thì biết là sai quy định nhưng mà mình cũng không có cái gì. Bởi vì đi làm mà chủ nhà xong nhà, chủ nhà đãi mình uống 2 ba ly, đâu có gì đâu, uống 2 ba ly mà có gì đâu mà sợ. Tỉnh lộ 928 là tuyến giao thông huyết mạch của huyện Phụng Hiệp, nối từ thị trấn Rạch Gòi đến thị trấn Vũng Tàu. Ở đây ý thức của người dân khi tham gia giao thông vẫn chưa cao. Từ khi đưa vào hoạt động đến nay, tuyến đường này xảy ra hàng chục vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Theo các cơ quan chức năng, tai nạn giao thông liên quan đến rượu bia có thể kiểm soát được nếu như mọi người chấp hành đúng quy định. Đã uống rượu bia thì không lái xe. Tuy nhiên, gần như rất ít người chấp hành việc này, nên số vụ tai nạn liên quan đến rượu bia ngày càng tăng.
có một số thanh niên nam trẻ tuổi chạy xe uống rượu bia nhiều và lạng lách đã gây ra nhiều cái tai nạn bức xúc cho người dân. Bằng đêm nó chạy xe nó nẹt ga quá lớn, có nhiều khi đang ngủ mà cũng giật mình không có thể ngủ được. Qua cái thống kê 9 tháng đầu năm, cái là nguyên nhân chính dẫn tai nạn giao thông là thứ nhất là do ý thức của người tham gia giao thông là chưa cao. Thứ hai nữa là cái lỗi nguyên nhân chính để dẫn tai nạn giao thông là người điều khiển phương tiện là có sử dụng nồng độ cồn vượt quá quy định cũng như là chạy quá tốc độ quy định. Hai nguyên nhân đó thì chúng tôi tiến hành là mở cái kế hoạch chuyên đề tăng cường xử lý cái người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ là vi phạm về cái tốc độ, hay sử dụng nồng độ cồn, tập trung vào cái thời điểm dễ xảy ra nhất, đặc biệt là thời điểm buổi tối hay là các ngày nghỉ thứ bảy chủ nhật, sử dụng là biện pháp là mật phục kiểm tra tốc độ người điều khiển. Thứ hai chúng tôi sẽ kết hợp với đại diện thanh huyện là sẽ thông báo danh tánh từng người là vi phạm trên cái phương tiện thông tin đó chúng. Cũng theo Thiếu tá Nguyễn Hoàng Ba, Phó trưởng Công an huyện Phụng Hiệp cho biết, sẽ huy động tối đa lực lượng, đẩy mạnh tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, chú trọng xử lý vi phạm quy định về nồng độ cồn, tốc độ khi lái xe, đặc biệt là từ 18 giờ đến 23 giờ mỗi ngày. Tiếp tục chương trình là tiểu mục pháp luật và cuộc sống. Thưa các đồng chí và các bạn, thực hiện nghị quyết 933 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh địa giới hành chính huyện Long Mỹ để thành lập thị xã Long Mỹ. Sau khi có quyết định thành lập, Công an huyện Long Mỹ đã nhanh chóng ổn định bộ máy tổ chức và đi vào hoạt động, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được phân công. Mời các đồng chí và các bạn theo dõi ghi nhận sau. Là đơn vị mới chia tách, cơ sở vật chất còn thiếu thốn tạm bợ, một số bộ phận phải thuê nhà dân để ở và làm việc. Nhưng cán bộ chiến sĩ Công an huyện Long Mỹ đang từng bước khắc phục khó khăn, ổn định bộ máy tổ chức để nhanh chóng bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ. Cơ sở vật chất được ưu tiên bố trí cho các đội thường xuyên tiếp xúc và giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân. Trong công tác đảm bảo an ninh trật tự sau khi thành lập, đơn vị đã phối hợp Công an thị xã Long Mỹ bảo vệ đêm văn nghệ chào mừng Quốc khánh 2 tháng 9 tại đền thờ Bác Hồ ở xã Lương Tâm và bảo vệ tuyệt đối an toàn đại hội đại biểu đảng bộ huyện Long Mỹ nhiệm kỳ 2015-2020. An ninh trật tự trên địa bàn luôn đảm bảo và được người dân đồng tình khen ngợi. Trước kia là nó chạy là đánh võng đồ này kia, nó uống rượu đồ nó la nó làm dữ lắm, mình cũng sợ luôn đó. Hiện nay giờ là nó giảm dữ lắm luôn rồi, nó giảm nhiều lắm luôn, bởi vì hả nó đi ngang đây là nó không còn vậy nữa. Là đơn vị mới nên có không ít cán bộ chiến sĩ được ban giám đốc công an tỉnh điều động từ công an các đơn vị địa phương về công tác tại công an huyện Long Mỹ. Dù gặp nhiều khó khăn vất vả nhưng tất cả cán bộ chiến sĩ được điều động đều hăng hái nhận nhiệm vụ. Trung quý Lê Hữu Nhuận là một trong những trường hợp như vậy. Khi nhận quyết định điều động, anh đã gác lại khó khăn của gia đình, nhờ anh chị chăm sóc cho cha mẹ già. Anh cùng vợ và đứa con 6 tuổi vượt hơn 50 km đến xã Vĩnh Viễn thuê nhà ở để nhận nhiệm vụ tại đơn vị mới. Khi nhận quyết định cũng trăn trở, suy nghĩ, lo lắng nhiều vấn đề về mặt công tác nè, vừa nhận đơn vị mới rồi không biết công tác nó có thay đổi gì không. Thứ hai là về gia đình, nhưng mà do yêu ngành yêu nghề cho nên là bản thân là tạm sắp xếp gia đình như vậy, vợ con đi theo xuống đơn vị mới ở và tiếp tục công tác phục vụ cho ngành cho đảng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Hầu hết cán bộ chiến sĩ trong đơn vị đều ý thức được một cái đơn vị mới thành lập sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Toàn bộ cán bộ chiến sĩ trong đơn vị vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Mặc dù cơ sở vật chất trang thiết bị còn rất nhiều thiếu thốn, tuy nhiên lãnh đạo công an huyện đã chỉ đạo cho các đội nghiệp vụ sớm ổn định chỗ ăn chỗ ở chỗ làm việc để sẵn sàng tiếp nhân dân ở địa phương tới làm các thủ tục về hành chính. Trong thời gian sắp tới, lãnh đạo công an huyện sẽ sớm ổn định chỗ ăn chỗ ở chỗ làm việc để phục vụ bà con tới làm việc được tốt hơn. Với việc làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ của lãnh đạo công an huyện, sự đoàn kết thống nhất phát huy truyền thống người chiến sĩ công an nhân dân của cả tập thể, cán bộ chiến sĩ công an huyện Long Mỹ khắc phục khó khăn, ra sức hoàn thành nhiệm vụ được giao,
góp phần vào công cuộc phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục An ninh Hậu Giang kỳ này. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Các đồng chí và các bạn có thể xem lại chương trình này tại các địa chỉ website với tên miền hậugiangtv.vn, tại các địa chỉ Facebook Hậu Giang TV, địa chỉ YouTube là Hậu Giang TV, hoặc trang thông tin điện tử Công an tỉnh Hậu Giang, công an hậugiang.gov.vn. Hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau. Trân trọng kính chào.